đồi này nha các bạn. Chiếc vỏ dưới đây chạy bạc mạng luôn nè. Thấy ghê không? Tại dưới lớp chạy biệt thứ này xài vỏ lãi rất là nhiều nha. Thêm dưới đây chiếc nè các bạn ơi. Rồi, chiếc này chậm mà. Đó, giúp cái bài còn cho đẹp lắm các bạn. Còn bên này coi nha. Tới bờ bên đây này nha các bạn, còn một ít mấy bên đây cỏ nó là tập rồi đó nha. Mát của mọi người múc cũng như ra dưới ra ngoài phần lớn để làm múc tùm lum vậy.
đấy à. Nhóm này lên luôn coi. Thêm cái vỏ này lãi này chạy rất là bạo nữa các bạn ơi. Rồi. Quá dữ rồi, cái vỏ như này.